Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Đệ nhất thần tử hiện tại đang ở đâu? Địa điểm đánh dấu tiếp theo mà hệ thống chỉ định chính là Thanh Đồng Cổ Điện. Cho nên nơi này mình nhất định là phải có được. Nếu như không có chuyện gì làm, đệ nhất thần tử bị nhốt ở trong phòng giam tầng thứ 8 của Vũ Hóa Môn. Đệ nhất thần tử bị nhốt tại sao? Bởi vì hắn quá nguy hiểm. Vũ Hóa Môn nhiều đại lão như vậy, hắn có thể có nguy hiểm gì chứ? Còn nói thì sẽ không công bằng với đệ nhất thần tử. Nhớ kỹ, nghìn vạn lần không được xem thường đệ nhất thần tử. Nếu như được thì gom đủ 18 thần tử giám rồi đi. Điều ra, thần tử giám rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Không đủ 10 viên thì sẽ có thay đổi gì? Cần phải gom đủ 18 viên mới có thể trở thành đệ tử hay sao? Không cần phải gom, cũng có thể là đệ tử. Thần tử giám là vật mà Vũ Hóa Môn đại đế giữ lại. Còn về sự thay đổi sau khi gom đủ, tạm thời vẫn không biết. Bởi vì đệ tử qua các đời chưa bao giờ có người nào gom đủ. Cơ duyên của Thanh Đồng Cổ Điện chính là cơ duyên thiên mệnh, quyết định ở đại thế. Điều ra ta xem trọng người, nhất định cần phải đi lên đó. Tinh chi phù không đảo. Chúc mừng thất thần tử đột phá chân nhân cảnh rồi. Nếu như không phải là thập bát thần tử giết ta, ta sớm đã đột phá rồi. Sao phải đợi đến bây giờ chứ? Thần tử Thanh Đồng Cổ Điện sắp được mở ra, trận chiến đế tử của Vũ Hóa Môn sắp có kết quả rồi. Gần đây bồn thần tử vẫn luôn suy nghĩ điểm yếu của thập bát thần tử, kết hợp với biểu hiện trước đây của hắn, cuối cùng cũng để ta nghĩ đến rồi. Là điểm yếu gì vậy? Trọng tình. Nếu như thập bát thần tử trở thành đế tử thì thế nào? Đó chính là hy vọng của Vũ Hóa Môn. Cho dù là long trời lở đất cũng cần phải bảo vệ an toàn cho đế tử. Đây chính là điểm phiền phức. Quãng đường của Vũ Hóa Môn. Bái kiến tần thư đế tử. Đế tử vô song sau này nhất định có thể dẫn dắt Vũ Hóa Môn một bước lên trời. Nơi mà đế tử đến đều là vô địch. Mọi người không cần phải gọi như vậy, đế tử vẫn chưa có sắc phong cuối cùng. Trở thành đế tử không những là cần thực lực mạnh, còn phải lấy được sự công nhận ở trên dưới của Vũ Hóa Môn. Thần tử, người thần dị phi thường, đệ tử Lộn Môn ở trong lòng sớm đã nhận định người là đế tử. Thập bát thần tử, người quá khiêm tốn rồi, trở thành đế tử là chuyện như đinh đóng cột. Người không thể trở thành đế tử, lẽ trời khó dùng. Thập bát thần tử trở thành đế tử chỉ là vấn đề thời gian, chúng ta chúc mừng thập bát thần tử sớm hơn. Sao vậy? Có thứ gì đó từ trên trời giáng xuống. Đây là thiên kiêu bảng của Đông Hoàng. Thiên kiêu bảng của Đông Hoàng. Thiên kiêu bảng của Đông Hoàng của đời này vậy mà đã được ban bố rồi. Nghe nói phần thiên kiêu bảng này sẽ đồng thời xuất hiện ở các nơi của Đông Hoàng. Thiên kiêu bảng của Đông Hoàng do liên hợp giáo tổ của thế lực hàng đầu Đông Hoàng ban bố. Nhanh tìm xem thập bát thần tử xếp hạng bao nhiêu, nhất định là hạng nhất rồi.